Ai, ông là tên là Anatoly Yunitskiy, là người đã phát minh ra chuỗi công nghệ Skyway mà chúng ta vừa nghe em Hạnh nhắc rất là nhiều về ngài chủ tịch đấy ạ. Và ông là tác giả và là nhà thiết kế chung của Yunitskiy và là lãnh đạo của hai dự án Liên Hợp Quốc, là thành viên của Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô, và ông có tác giả của 200 phát minh và rất là nhiều cái bài chuyên khảo và hơn 200 bài báo khoa học. Ông là một người có tầm, có tài và thậm chí và có rất là nghị lực. Bởi vì sao? Bởi vì trong suốt thời gian 40 năm, ông dành cả cái thanh xuân của mình để chuyên nghiên cứu về dòng công nghệ, để mong muốn là mỗi một năm chúng ta giải cứu được 1.500 người chết vì tai nạn giao thông. Ông luôn luôn đau đáu và nghiêm túc và nghiên cứu cái dòng công nghệ này để làm một cách tốt nhất cho hành tinh của chúng ta. Và ông hiện tại, ông luôn luôn là người xuất hiện trước công chúng, và giải quyết tất cả những cái câu hỏi, những thắc mắc. Và thậm chí ông là người vô cùng thân thiện. Và khi đoàn của chúng ta sang đến Dubai, ông có những cái hành động và rất là cảm động các anh chị ạ. Các anh chị có thể không cảm nhận được, nhưng những người mà đã được ôm ngài chủ tịch một cách gần gũi như thế này, các anh chị đã làm ở một cái tập đoàn nào mà những người chủ tịch thân thiện như thế này không ạ? Đó, ông luôn luôn xuất hiện trước tất cả các cổ đông, giải quyết tất cả những câu hỏi, những thắc mắc, và ôm những cái ôm vô cùng thân thiết và hạnh phúc với những cổ đông Việt Nam. Đó, các anh chị thấy ngài là người vô cùng là thân thiện và gần gũi. Ngài có những cái nghị lực vô cùng lớn lao. Tất cả những cái bước đầu của ngài thì làm sao ạ? Được rất là nhiều chính phủ phản đối. Và nếu thực sự những người không có tâm huyết, những người không có nghị lực thì không thể được lên cái thành tựu lớn như ngày hôm nay mà chúng ta đã được chứng kiến, các anh chị ạ. Nếu như nghị lực không đủ lớn thì chúng ta không thể làm được những cái vĩ đại như vậy. Đó là đôi nét về ngài chủ tịch của chúng ta. Và ngài chủ tịch của chúng ta đã từng đạt được một cái giải thưởng, gọi là cái giải thưởng nhận thế giới vì hòa bình. Đó, ngài chủ tịch chúng ta đã nhận được cái giải thưởng này và vô vàn những cái dòng giải thưởng khác nữa, các anh chị ạ. Đấy là đôi nét về ngài chủ tịch của chúng ta. Và bây giờ thì cũng rất là nhiều các anh chị mong muốn chia sẻ về những cái giá trị, thực ra giá trị nhận lại được ở một cái giá trị trực tiếp ở Dubai. Thì mình cũng xin mời lên đây em Quỳnh có mặt ở trong Zoom chưa? Alo Quỳnh Hạnh Phúc có mặt chưa? Và thực sự ở một số các anh chị đang hiện hữu ở trong trong Zoom thì các anh chị còn đang ở trong Dubai, và hình như tín hiệu đôi lúc thì cũng không được rõ nét cho lắm. Và thời gian thì các anh chị ở đây bây giờ là 9:20 thì ở bên đấy mới là 6:20, các anh chị đang còn thời gian cũng chưa được hợp lý, cho nên các anh chị chưa có mặt thì phải, đúng không? Các anh chị có mặt chưa? Phan Thắng, Quỳnh có mặt ở trong Zoom chưa? Đã có mặt rồi chị ạ. Mời Phan Thắng và em Huyền đang ở khách sạn, ở một khách sạn ở Dubai, và xin các em chia sẻ thực sự ngắn gọn, cô đọng những giá trị thực sự mà các em chị nhận được, những giá trị sâu nhất ở Dubai nhé. Anh chị em, các em có tầm khoảng 10 phút chia sẻ với cộng đồng của chúng ta. Em chào chị Suka Hạnh Phúc và chào hơn 400 anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Em là Huyền Nguyễn. Em đang có mặt ở Dubai các anh chị ạ. Và một cái buổi cầu truyền hình trực tiếp như thế này thực sự rất là ý nghĩa. Bản thân em thì rất là may mắn đã có mặt trong cái chuyến đi thực tế trải nghiệm đến cái công trường khu trung tâm thử nghiệm Saza của chúng ta, nơi mà đang thực tế triển khai xây dựng công nghệ Skyway. Và chúng em thì đã có được những cái trải nghiệm thực tế rằng là đã được ngồi lên trên con tàu Skyway của chúng ta, cảm nhận được cái cảm giác êm ái ở trên đó, hiện đại ở trên đó, như là một cái khách sạn 5 sao, như là một cái chiếc siêu xe tốt nhất trên thế giới các anh chị ạ. Đó, và bản thân em Huyền thì ngày hôm đó vì là em Huyền là cô giáo tiếng Anh nên là cũng có một chút ngoại ngữ, cũng biết ngoại ngữ, nên là cái ngày hôm đó cũng đã có một cái buổi nói chuyện rất là nhiều với giám đốc của khu trung tâm công nghệ đổi mới, ông Ola. Và ông đã tiết lộ rất là nhiều những cái thông tin rằng là mỗi một ngày trung tâm công nghệ đổi mới của chúng ta đang tiếp đón
đã và đang tiếp đón rất là nhiều những cái đoàn khách là những cái doanh nghiệp trên khắp thế giới và các cái quốc gia, các chính phủ họ đang đến để thực tế trải nghiệm, tham quan cái mô hình và cái công nghệ tàu Skyway của chúng ta và đang trên cái con đường là hợp tác và đàm phán sâu hơn các anh chị ạ. Đó, và ngày hôm đó thì bản thân em Hiền cũng phiên dịch một chút tiếng Anh cho đoàn cổ đông Skyway Việt Nam là các anh chị em cổ đông và làm chương trình đối tác. Thì mọi người cũng là những người mà đã có cái kiến thức về công nghệ Skyway rồi và đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi về công nghệ các anh chị ạ. Hỏi là thì từ những là pin của tàu của chúng ta như thế nào, rồi cái chế độ hoạt động ra làm sao, để xây dựng được một cái tuyến đường như thế trong tương lai thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để xây dựng được một cái tuyến đường giống như ở khu trung tâm thử nghiệm. Thì ông Ola cũng đã có những cái câu trả lời rằng là nó tùy thuộc vào cái độ dài của tuyến đường, nó có thể chỉ mất vài tháng đấy, hoặc 1-2 năm để xây dựng một tuyến đường thôi. Thực sự là những cái thông tin đấy nó quá là hữu ích để cho mình thấy rằng là công nghệ của chúng ta đã hoàn thành cái quá trình thử nghiệm rồi và đang sẵn sàng thương mại hóa ra ngoài quốc tế các anh chị ạ. Sự thành công của chúng ta bây giờ là chỉ còn đếm trên ngày tháng thôi các anh chị. Chúng ta không cần phải chờ đợi quá dài nữa. Đương nhiên là cái sự thành công nó cần phải có cái thời gian để cho chúng ta là đàm phán hợp tác này, đi vào triển khai xây dựng đúng không ạ? Thế thì rất là mong là trong cái thời gian tới các anh chị em cổ đông cũng như là các anh chị em mà những người đang tìm hiểu về cái dự án này của chúng ta ấy, thì sẽ kiên trì và chịu khó cập nhật những cái thông tin trên cái trang website chính thức của tập đoàn. Không phải là cập nhật, không chỉ là cập nhật qua thông tin cá nhân của ai cả, mà chúng ta sẽ cập nhật trên chính các trang website cũng như là rất là nhiều những cái kênh chính thống mà bên phía tập đoàn của chúng ta đang có. Thế thì đó là phải nói rằng là cái cảm xúc của chúng em trong những cái ngày vừa qua, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 được đặt chân lên đất nước Dubai để trải nghiệm một cái đất nước mà vô cùng văn minh và tiên tiến phát triển. Họ nhìn nhận và họ đánh giá công nghệ Skyway của chúng ta là một trong những cái đông công nghệ tương lai, hiện tại và tương lai họ sẽ cần đến và họ sẽ ủng hộ phát triển trong cái thời gian tới các anh chị. Thì mới thấy rằng là một cái đất nước cường quốc về công nghệ, một cái đất nước mà họ đang được xếp vào top đầu những cái đất nước phát triển trên thế giới, họ nhìn nhận và đánh giá công nghệ của chúng ta, họ lấy công nghệ của chúng ta để trở thành một cái nền tảng công nghệ của đất nước họ, thì thấy rằng là rất là tự hào và vinh dự khi mà được trở thành cổ đông của một cái tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới đến như vậy. Đó, và còn rất là nhiều những cái thông tin quá là to lớn vĩ đại về cái công nghệ của chúng ta. Các anh chị sẽ nghe thêm những cái thông tin về dự án Skyway cũng như là những cảm nhận trong cái chuyến đi này từ các anh chị em cổ đông khác nhé. Thì em Hiền chỉ xin phép xin sóng một chút xíu thôi ạ. Xin phép nhường lời lại ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Nguyễn Hiền, xin mời em Quý. Dạ vâng, em xin chào tất cả anh chị cô chú đang có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Em biết rằng ở đây thì có rất là nhiều cô chú anh chị đã là nhà đầu tư của Sky, cũng có rất là nhiều anh chị đã trở về Dubai, đã trở Việt Nam, nhưng em Quyền, em Huyền, em Thắng đang có mặt tại đang ở trong khách sạn năm sao của Dubai. Anh chị khách sạn năm sao Dubai nó khác, và thật anh chị là bọn Quyền vừa mới được đi tòa tháp cao nhất của Dubai. Thực ra thì được kia nó là tòa tháp cao nhất anh chị nhá, mà sau đó Qatar nó xây một tòa tháp cao hơn là 900m, thì 900m thì Dubai lại muốn vượt qua tòa tháp cao nhất của Qatar, bắt đầu đang khởi công xây dựng một tòa tháp 1000m anh chị, 1000m. Và tòa tháp hôm nay bằng quyền đi là 168 tầng và đặt tham quan một tầng 124. Anh chị biết điều gì xảy ra không? Nếu có gió mạnh ở trên tòa tháp đó thì tòa tháp nó có thể nghiêng 2m. Anh chị nhớ, nghiêng 2m là đứng ở từng 184 tầng cao ấy, một nghiêng 2m ạ, mà không có vấn đề gì cả. Thực sự đi lên đó thì tốc độ cực kỳ êm. Thì Vinh nào muốn nói rằng về nếu bên xét về khoa học, xét về công nghệ và xét về những cái độc đáo và lạ lẫm thì và nhất thì Dubai là nhất. Và Quỳnh cũng chia sẻ một chút là lên thứ hai, Quỳnh quay lại Dubai.
Lần thứ hai Quỳnh quay lại tham quan công viên thực nghiệm Sahara tháng 6 2019 thì Quỳnh cùng hơn 20 cô chú anh chị đã có một cuộc trải nghiệm ở cái công viên Sahara. Lúc đó vào tháng 6 nhiệt độ nó gần 60 độ C ngoài trời. Nó rất là nóng anh chị, và ngôi nhà gỗ lúc đó là chỉ là một ngôi nhà gỗ mới dựng gỗ lên thôi. Nhưng lần này lúc đó thì cả đoàn tự túc nên không ai đón cả, mà mọi người đến đó mọi người tự vào mọi người tự quay. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Đoàn của đoàn được dạy vàng hơn 40 cô anh chú anh chị là khoảng 50 anh chị. Anh chị có phải chuẩn bị điều gì xảy ra không? Khi bước xuống xe là chủ tịch UNICA đã đứng sẵn ở dưới xe anh chị ạ. Đứng sẵn dưới xe và đứng sẵn để ôm từng người một và chụp hình với từng người một, ngay chuyển ngay xuống bậc xuống xe luôn. Thực sự Quỳnh cực kỳ cảm động. Và lúc đó là buổi trưa anh chị, 12 giờ trưa, rất là nắng. Chủ tịch đứng giữa sân đó và chụp hình cùng mọi người. Xong đó thì đoàn được vào, nửa đoàn sẽ được vào tham quan nhà gỗ, và đoàn của Quỳnh thì được đi thử con tàu Skyway trước. Và lần này Quỳnh cũng có chia sẻ với anh chị là đi xem, Quỳnh cũng có đã đi thử con tàu Skyway ở bên Belarus rồi, nhưng lúc đó vào thì mọi người được tự do chụp hình livestream và video, nên mọi người tập trung vào cái việc quay video và live phát livestream thì không cảm nhận được sự đẳng cấp của con tàu Skyway. Nhưng lần này hoàn toàn khác anh chị, khi trên xe là tất cả thiết bị quay, điện thoại, tất cả mọi thứ đều được thu hết rồi, và anh chị hoàn toàn vào đó một cách là tâm trí hoàn toàn tập trung vào con tàu Skyway, tập trung vào ngài chủ tịch và tập trung vào những thông tin mà ở đó đang được cho. Thì lúc đó thì Quỳnh là một trong những nhóm người là đi sau đó cái chuyến đi lên tàu sau ấy, thì lúc đó ngài chủ tịch đứng trước mặt, và lúc đó bất cứ câu hỏi nào thì anh chị cô chú hỏi thì ngài chủ tịch đều hỏi hết. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi thì ngài chủ tịch khẳng định một câu anh chị này, một cái bí mật rất là lớn ở công nghệ của Skyway là gì, là công nghệ điện của Tesla nếu mà sạc pin một lần thì đi với tốc đi khoảng 500 km thì bằng quê Quỳnh về từ Hà Nội về quê Quỳnh Quảng Trị làm phải sạc pin lần hai. Nhưng với con tàu công nghệ pin của Skyway thì hoàn toàn khác anh chị, đi được bao nhiêu ạ? 2500 km mới sạc pin lần hai ạ. Có nghĩa là mình có cơ hội giống từ Quảng Trị mà về vào Sài Gòn xong là quay trở lại Quảng Trị thì có thể đi hai chuyến luôn mà mới sạc pin lần hai. Đó là cái đẳng cấp của pin công nghệ. Thứ hai nữa ngài tiết lộ, bởi vì anh Tâm có hỏi một câu là tại sao Skyway lại sản xuất cái ô tô điện cho người khuyết tật mà không phải là ô tô cho người bình thường, thì ngài nói là thực ra thì việc sản xuất ô tô điện cho người bình thường thì cực kỳ đơn giản, nhưng công nghệ sản xuất cho người khuyết tật là cái công nghệ khó nhất và hiện tại trên thế giới chưa có, mà chỉ có Skyway đã và đang làm được. Anh chị biết không ạ? Bởi vì bình thường là xe là cái ghế đó thì chỉ ngồi đó, và người khuyết tật muốn xuống xe thì phải dùng người ghế khác di chuyển. Nhưng với công nghệ Skyway thì hoàn toàn khác anh chị, là có thể dùng cái ghế lái đó là đi vào di chuyển vào thành phố, xong đó thì đi làm việc xong mình quay lại và mình dùng ghế đó mình lên mình lái xe luôn. Và công nghệ đó chưa có một cái tập đoàn giao thông, một cái tập đoàn về ô tô nào sản xuất được hết cả. Thứ hai nữa là ngài có nói rằng, ngài khẳng định một lần nữa rất nhiều lần rằng là tất cả anh chị cô chú là cổ đông Skyway Việt Nam hiện tại dù là ít hay nhờ anh chị khi mà sở hữu cổ phần của UNICA thôi thì đang đồng sở hữu công nghệ này. Một lần nữa ngài là người khẳng định điều đó, và thực sự trong cảm xúc, trong hạnh phúc của tất cả mọi người nghe rồi nhưng vẫn vỡ òa, anh chị biết rồi nhưng vẫn rất là vỡ òa, bởi vì chính ngài là người khẳng định điều đó. Thực sự anh chị là không có video thiết bị quay lại nên không thể quay lại anh chị nghe được. Và thứ hai anh chị biết điều gì xảy ra không? Ngài nói rằng là gì, có thể Tesla là một trong những tập đoàn hiện tại bây giờ đang hot và đang được nhiều người đón công nhận nó, nhưng nó mình về giá trị tiền tài chính. Nhưng với Skyway thì hoàn toàn khác, nó mình về giá trị bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân loại, và nó liên quan đến những thứ nhân văn và giúp cho mỗi năm tiệt có thể hạn chế đi 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông và 10 triệu người tàn phế vì giao thông. Ngài một lần nữa đau đầu là cái giấc mơ này phải hoàn thiện. Và anh chị biết điều gì xảy ra không? Nếu anh chị đầu tư vào đây 250 đô hay là vài chục nghìn đô hay vài trăm nghìn đô như Quỳnh thôi thì Quỳnh nghĩ là chẳng là gì cả so với ngài chủ tịch anh chị. Một bí mật mà thực sự rất lớn bây giờ thì cổ đông Việt Nam mới biết được rằng là mỗi năm anh chị nhá, thực ra vợ chồng ngài vẫn có một cái kinh doanh riêng về trang trại và tạo ra doanh số mỗi năm rất là lớn, và mỗi năm ngài vẫn ủng hộ và đầu tư vào dự án hàng năm anh chị, hàng năm 20 triệu đô la. Anh chị biết đúng không ạ? Người ta không phải là bỏ ra công sức trí tuệ mà người ta bỏ ra tài chính tiền bạc 100% vào cái dự án này. Không phải là vì tiền anh chị, bởi vì Quỳnh tin chắc chắn rằng mỗi người có thể tạo ra 20 triệu đô la mỗi năm thì người đó không đơn giản anh chị ạ. Không đơn giản chút nào, họ là một doanh nhân thực sự, họ là một triệu phú, đa triệu phú thực sự. Nhưng tại sao họ ông sẵn sàng bỏ ra 20 triệu đô la mỗi năm cho cái dự án này để góp vốn vào?
là gì ạ? Bởi vì đơn giản là đau đầu một điều là muốn hoàn thành cái giấc mơ là xây Skyway giải cứu hành tinh. À, thực sự anh chị cô chủ chúng ta là thực sự ngài rất là muốn rằng là cái dự án Skyway thành công hay không ấy là dựa vào mỗi chúng ta ở đây. Những con người không chỉ vào đây là chị đầu tư một vài nghìn đô là chờ để lên sàn thành công anh chị, hay là một vài chục nghìn đô lên sàn thành công, mà ngài muốn chúng ta thực sự kêu gọi những con người khác ủng hộ cái dự án này và cùng nhau sẽ cùng nhau hoàn thiện cái giấc mơ cái dự án này để làm thế nào đó mà mỗi cái con tàu này có cơ hội được thực tế hóa, được thực thể hóa. Và một lần nữa câu khẳng định của ngài chủ tịch là gì, Quỳnh chỉnh tai nghe anh chị nhá, với lúc đó Quỳnh đang đứng ở đó, là cái việc ở lên sàn thì cần có những dự án thương mại thực tế, nhưng cái việc cổ tức thì rất đơn giản ạ. Rất đơn giản, nên chị cô chú an tâm là cái việc cổ tức không có gì khó hết, bởi vì doanh thu đã hợp đồng đã có và họ đã có doanh thu anh chị, nhưng họ thương mại thì cần một chút IPO, cần một chút thời gian nữa. Và chúc tất cả cô chú anh chị ở đây, thực sự những ai đang có cổ phần Urukai rồi, hãy thực sự tin tưởng và chờ đợi, và hãy kiên nhẫn và chờ đợi và tin tưởng. Và chúng ta không quá đừng hỏi câu hỏi là lúc nào Skyway thành công IPO, bởi vì chúng ta biết mỗi năm ngài bỏ ra 20 triệu đô la và ngài đã dành hơn 50 năm cống hiến sự hy sinh, thì chúng ta không là gì cả để chúng ta đòi hỏi cả. Thứ hai, anh chị biết bọn Quỳnh có qua đó được cơ hội gặp người con trai cả của ngài. Thực sự anh này là giám đốc trung tâm anh chị, ngài là chủ tịch tập đoàn, anh này là giám đốc của tập đoàn, và anh này cũng là một trong những người rất là am hiểu về sâu về kỹ thuật, và anh này chia sẻ rất là nhiều thông tin về kỹ thuật, về công nghệ này tại trung tâm Sahara. Cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã cho phép Quỳnh được cơ hội chia sẻ. Thực ra thì có nhiều cảm xúc và nhiều thông tin hơn, nhưng thời gian có hạn thì Quỳnh chỉ chiếm sóng được 7 phút thôi. Quỳnh xin nhường lời lại cho một cổ đông nữa cùng đi cùng đoàn trong giải vàng, đó chính là em Phan Văn Thắng. Xin mời Phan Văn Thắng. Vâng, xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom rất đặc biệt tối ngày hôm nay, và cảm ơn sự chia sẻ của chị Huyền và chị Quỳnh, chị Diễm Quỳnh đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin tích cực về chuyến đi này. Thì Thắng đã cảm nhận được cái việc là những cái thông tin, những cái dữ kiện hai chị đã đưa ra rất là đầy đủ. Nhưng mà Thắng sẽ chia sẻ với một góc độ là một người được lần đầu tiên được đi trải nghiệm cái chuyến đi được thăm sang thăm trung tâm nghiên cứu thử nghiệm Saza. Thì Thắng thì là một góc độ là mình rất là mong muốn có cái chuyến đi này, và mình rất là hồi hộp được cách đấy 1-2 tuần, và mình cũng có những cái sự lo lắng nhất định. Nhưng mà bằng cái sự chuẩn bị, bằng những cái việc mình làm, thì Thắng cũng đã được may mắn cùng với tất cả các cô chú anh chị ở đây để đến được trung tâm Saza để trực tiếp thăm công nghệ của mình đấy. Và cái điều mà đầu tiên Thắng muốn chia sẻ là khi mà đến với đất nước Dubai, thì trước đây Thắng cũng chỉ được nghe các cô chú anh chị khác kể, nhưng mà mình được khi mà mình được đến đây, mình được cảm nhận về thành phố của họ, mình cảm nhận về con người của họ và những cái điều mà họ làm được, thì Thắng thấy rằng những người dân Dubai, và rồi đặc biệt là quốc vương, rồi những người cai trị Dubai, họ là những con người có tầm nhìn và có những cái kiến thức và những cái trình độ rất là giỏi. Đó, đấy là điều mà Thắng cảm nhận được đầu tiên. Và chính vì thế nên nó lại khẳng định thêm một phần khi mà trước đây Thắng có làm một video chia sẻ về Dubai, thì nó khẳng định thêm một phần là đối với những con người giỏi và làm vừa có tâm mà tầm tài như là những người cai trị Dubai, cai trị UAE, họ chọn và họ cho phép xây dựng và họ ủng hộ cái công nghệ Skyway của mình, là Thắng đã cảm thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì dân mình vẫn hay có câu là ta nghe không bằng mắt thấy không bằng một sờ, mà các đúng với các anh chị, mình được sang quốc gia của họ, mình được trực tiếp nhìn thấy, mình được tai mình được nghe thấy mọi người chia sẻ, thì nó khá an toàn. Rồi đến khi mà đến với trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, thì nhưng mà trước cái buổi đến trung tâm nghiên cứu thử nghiệm ấy, thì Thắng có được nghe vị giám đốc của quỹ SWC, quỹ mà chúng ta đang đầu tư, chia sẻ là chủ tịch rất là bận, và ông ấy có thể hủy chuyến bay sang bên xa giáo từ lúc nào. Nhưng mà khi ông ấy nghe rằng có những con người rất là yêu công nghệ Skyway, họ đã bỏ thời gian mà họ đã sang bên Dubai rồi sang bên Saza để chuẩn bị thăm, thì ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ quyết định là sẽ được gặp những con người đấy. Và khi mà đến thời điểm đấy thì Thắng và mọi người đều cảm thấy được rất hạnh phúc và may mắn. Bởi vì các anh chị biết rồi, trước đây để mọi người gặp được chủ tịch thì mọi người phải sang bên Belarus, và nó mất rất nhiều chi phí rồi thời gian hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình được may mắn là mình được đến đây, mình được gặp gỡ. Thì khi mà đến ngày 16 tháng 3, đoàn Việt Nam bắt đầu
mới được đến thăm Saza thì ngoài những thông tin như chị Huyền và chị Quỳnh đã chia sẻ thì Thắng xin phép chia sẻ một góc độ khác của chuyến đi này, đó chính là cái tình cảm, cái cảm nhận của Thắng đối với ngài chủ tịch. Đấy, đặc biệt là nghĩa là cái việc mà ngài chủ tịch chỉ rồi chuẩn bị những cái chương trình đón tiếp mọi người, Thắng thấy rất là chu đáo. Đấy, bằng cái việc là tuy rằng mọi người ban đầu cũng phản ứng hơi không hài lòng về cái việc là công ty đã thu điện thoại rồi thu máy ghi hình đấy, nhưng mà thực tế khi mà mọi người được thu những thiết bị đấy lại thì mọi người bắt đầu được cảm nhận nhiều hơn, sâu sắc hơn về ngôi nhà Eco House của mình, rồi về cái con tàu Skyport, rồi đến khi mà con tàu cao tốc của mình nó một cách chân thực và một cách sâu sắc hơn. Và Thắng tin rằng tất cả mọi người sau khi nào được vào trung tâm khi thử nghiệm thì đều thấy rằng cái việc mình không được mang máy vào đây là một điều rất là xứng đáng, một điều rất là hợp lý, bởi vì khi đó công ty đã chuẩn bị những thiết bị tốt nhất để có thể ghi hình rồi làm tư liệu cho mọi người, nhưng mà chắc phải tầm 5-7 ngày nữa thì mọi người mới có những cái bức hình rồi những cái video làm kỷ niệm như vậy. Bởi vì mọi người biết không ạ, khi một đoàn mình đi đông như vậy thì sẽ có người họ chụp ảnh được, có người họ quay phim được, nhưng cũng có người sẽ không làm được việc đấy. Đấy, bởi vì thật sự thì sau khi mà cái buổi gặp này kết thúc thì có một đoàn tự túc ở cũng ở Việt Nam đi sang, thì khi mà chủ tịch nghe là có hơn 20 con người đang đi ở ngoài đấy và đang chỉ trực để mong được dừng xe để được gặp chụp ảnh với chủ tịch thôi, và chủ tịch đã đồng ý gặp. Ở đấy nó cũng là một cái điểm mà Thắng thấy rằng chủ tịch là một người rất là đáng nể, khi mà ông ấy đã không quản ngại những cái việc ấy mà để đón tiếp mọi người như vậy. Giống như là khi mà bắt đầu mọi người xuống xe, ôm từng người rồi bắt tay từng người. Và như Thắng hôm trước có quay một cái video, nhưng mà do mạng ở đây kém quá nên chưa up lên được, thì nghĩa là cái ôm đấy Thắng cảm nhận được rằng nó rất là chân thành, có sự quan tâm và của một con người rất là gần gũi. Đấy, bởi vì Thắng cũng có chia sẻ ở trong video đó nhưng mà chưa up lên được là khi mà mình đầu tư với một con người nào đấy thì ngoài cái việc tài giỏi nó một phần, nhưng mà mình cảm nhận được cái sự chân thành của họ, cái sự chu đáo của họ, rồi những cái công việc nhỏ nhỏ của họ làm chẳng hạn, thì nó cũng đã toát lên được rằng mình đầu tư đúng con người hay không. Và cái chuyến đi này nó làm Thắng cảm nhận được điều đấy. Đấy, từ những cái công việc ví dụ như là mọi người đều được tặng những cái cuốn sách và cuốn sổ, và đặc biệt là có một cái cuốn mà Thắng rất là thích, đó là cái cuốn photobook, nó là cái cuốn để lưu trữ các hình ảnh và lưu trữ các hình ảnh của chuyến đi này, và tất cả những cuốn sách đấy đều có chữ ký sống của chủ tịch đó, và mọi người đều rất là yêu quý những cái phần quà đó. Và các anh chị biết không ạ, ở cái 3-4 trang cuối cùng của cuốn photobook đấy nó còn để trống, và để mọi người có thể dán những bức hình mọi người chụp cùng chủ tịch này, rồi chụp trong con tàu 500 km/h này, rồi chụp trong cái con Skyport này, từng người một sẽ dán vào đấy. Và Thắng rất là háo hức khi mà sắp tới mình nhận được những bức ảnh đấy, mình in ra mình dán vào cái cuốn sổ đấy. Thế nên là từ những cái món quà tuy rằng nó nhỏ thôi, nhưng mà Thắng thấy rằng cái giá trị tinh thần, rồi cái việc mà nó nói lên được con người chủ tịch là người suy nghĩ như thế nào, rồi các ông hành động ra sao, rồi đặc biệt là một điều nữa là gì, là khi mà đoàn Việt Nam sang thì chủ tịch cũng như rất tất cả những người trung tâm đấy đã chuẩn bị một bữa tiệc rất là ấm cúng. Nhưng mà một điều mà Thắng ấn tượng nữa là chủ tịch thì lại rất thân thiện với những người bình thường đấy. Ví dụ chủ tịch đã nhường cho các cổ đông Việt Nam gọi là ngồi ăn tiệc, còn chủ tịch thì đã ra chỗ tiệc đứng đấy cùng với một số ban lãnh đạo khác. Và điều đấy thì tự nhiên làm Thắng nhớ đến một cái câu viết ở trong một cái cuốn sách rất là nổi tiếng và ảnh hưởng nhiều đến trên thế giới này, đó là cuốn Kinh Thánh. Nó chép lên một cái câu là nếu như mà bạn muốn là người đứng đầu thì bạn sẽ phải là người gọi là phục vụ anh em kiểu vậy. Đấy, thì đấy là những cái đức tính mà Thắng thấy vô cùng cần có ở một người thành công. Đó, thì đấy là một số điều mà Thắng chia sẻ với tất cả những cổ đông, những anh chị đang ngồi ở Việt Nam về những cái cảm nhận, về những cái góc độ của Thắng cảm nhận từ góc độ con người, rồi từ góc độ mà những cái việc mà chủ tịch làm. Đấy, còn thông tin, rồi còn những cái mà chi tiết về cái
cập nhật những cái thông tin dự án rồi những thông tin về công nghệ thì chắc chắn là mọi người ở đây đôi khi đã cập nhật nhanh hơn Thắng rồi. Đấy, nhưng mà Thắng thì lại cảm nhận nhiều hơn về những cái mặt con người rồi những cái việc làm của chủ tịch như vậy. Và những cái điều đấy nó rồi như cái việc như vừa nãy chị Quỳnh chia sẻ thì Thắng xin đính chính một thêm một chút là 20 triệu đô la đấy gần như là tất cả những số tiền mà chủ tịch kiếm được một năm từ cái trang trại mà chủ tịch với vợ chủ tịch có. Thế nên là Thắng thấy rằng chủ tịch đã cống hiến rất là nhiều công sức rồi rất là nhiều thời gian tiền bạc. Nghĩa là trước đây thì mình cũng chỉ nghĩ là chủ tịch chỉ có công sức thôi rồi chất xám, nhưng mà không, ông ấy đã dành tất cả những điều mình có nữa. Vậy nên là Thắng càng cảm thấy mình có động lực, có sự thôi thúc để mình cống hiến nhiều hơn cho cái công nghệ xanh của chúng ta trong năm 2022 này, và để chúng ta giúp một người rất là tốt, rất là tuyệt vời như chủ tịch để có thể thúc đẩy một cái công nghệ rất là tuyệt vời ra ngoài thị trường sớm hơn, và có thể giúp được cho con người trên thế giới này cũng giống như là giúp cho hành tinh này có một môi trường tốt đẹp hơn. Bởi vì Thắng tự nhiên lại nhớ đến một cái câu ở trong một cái video nghĩa là chủ tịch chia sẻ với đoàn cổ đông Việt Nam khi sang đây, là hành tinh của chúng ta nếu như mà chúng ta sử dụng tốt, nó có thể chứa cho hàng chục tỷ người, chứ không phải là như loài người bây giờ đang làm là chưa đến 10 tỷ người nhưng mà đã phải tìm một hành tinh khác. Đấy, đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì thời gian có hạn nên là Thắng xin phép chỉ chia sẻ đến đây, và nếu như mà có những dịp sau đấy nữa thì Thắng cùng với các anh chị em ở bên UAE sẽ tiếp tục chia sẻ với các cô chú anh chị những thông tin và những cảm nhận nhiều hơn. Vâng, Thắng xin hết ạ, trả lại mic cho chị Suka. Chúc tất cả các anh chị sở hữu thật nhiều cổ phần Skyway các anh chị nhá. Ok, cảm ơn ba em, một chia sẻ vô cùng là tuyệt vời. Bởi vì ở nhà thì rất là hóng thông tin, mà hôm nay thì thực sự đến cái giờ phát sóng rồi mà không thấy mọi người trả lời, vô cùng là băn khoăn mà tại sao. Thì cũng có kết nối với em Quỳnh thì bảo là cái mạng ở đây nó không được khỏe. Thì ok, thế thì thế nào cũng được, chắc chắn là sự việc diễn ra sẽ rất là tốt đẹp thôi. Mình sẽ tin là chúng ta có cái năng lượng tích cực rồi mà chúng ta kết nối ở đây thì bằng giá nào chúng ta cũng phải gặp được, đúng không ạ? Và thực sự thì cảm ơn ba em rất là nhiều, và xin một tràng pháo tay, pháo hoa và một tràng số 8 thân thiết để cảm ơn ba em. Vâng, thì mọi người nhắc rất là nhiều về cái chương trình của Dubai, và ở đây có rất là nhiều người mới, thì mình cũng chia sẻ thêm cho tất cả anh chị biết rằng là đây là cái chương trình mà ông đứng đầu, tức là người tiến sĩ và đứng đầu cái thủ đô Sahara đã cấp cho ngài chủ tịch 28 hecta để chúng ta xây cái chương trình công viên thử nghiệm. Và hiện tại thì ông cấp cho và ông cũng muốn nhắc nhở rằng phải làm thế nào phải ra được cái điều kiện tiêu chuẩn cao nhất để đạt cái điều kiện cao nhất để giải quyết tất cả những gọi là các cái phép để cho ra được dòng công nghệ tuyệt vời nhất cho cái thủ đô của Dubai. Bởi vì Dubai là những cái đơn vị, là những cái nước mà cần cái tiêu chuẩn cực kỳ nhất, tốt đẹp và hoàn thiện, hoàn hảo nhất. Và đây thì chủ tịch chúng ta cũng đã làm sao ạ, cũng đã giành được cái thử nghiệm và cũng đã đạt được ạ, cũng đã đạt được cái chứng nhận tuân thủ cái yêu cầu về an toàn của tất cả cái thành phần cơ sở hạ tầng và vận tải chuỗi. Đấy, đây là cái giải chứng nhận mà khi mà chúng ta thử nghiệm ở trên cái mảnh đất rất là rộng lớn mà thủ đô của Sahara cấp cho chúng ta. Và chúng đây là tất cả cái khuôn viên ạ, đây tất cả cái khuôn viên mà chúng ta trải nghiệm đấy ạ, mà tất cả các thành viên mà vừa rồi sang Dubai nó cũng đã đi ở trên những con tàu ở đây đấy ạ. Đó, và đây là tôi ạ. Xin chào tất cả các bạn, tôi cũng đã có mặt ở Dubai. Vâng, đấy là để cho người mới biết rằng là thực sự cái công nghệ Skyway này nó tiên tiến và phát triển, và cái thành tựu của chúng ta đã đạt được rất là nhiều. Và bây giờ thì tiếp tục nghe một cái phần chia sẻ tuyệt vời hơn nữa từ một cái con người mà gặp chủ tịch mà không được kìm được cái lòng mình ấy, nó rất là cảm xúc. Thực sự là gặp được một ngài chủ tịch thì nó ông ấy đã rất là mong muốn gặp được chúng ta rồi, mà cái sự gặp gỡ của chúng ta lại còn cuồng nhiệt hơn nữa. Thì bây giờ thì xin mời một người bạn mà còn chia sẻ rất là năng lượng, mà người đón chờ nhé. Xin mời em Diễm Kiều. Em cảm ơn chị Suka.
Em chào tất cả các anh chị em ạ. Cả nhà có nghe em nói không? Có nghe. Em cảm ơn chị, em cảm ơn cả nhà mình. Em xin tự giới thiệu, tên em đầy đủ là Quỳnh Diễm Kiều. Em là cổ đông thật sự rất là may mắn. Em đã được gặp trực tiếp con người thật, cũng như là đã trực tiếp được chạm vào người thật. Thì tới bây giờ Kiều vẫn còn cảm xúc, thật sự nó cảm xúc dâng trào kinh khủng luôn, mà tới bây giờ vẫn chưa hết được cái cảm giác hạnh phúc đó. Và Diễm Kiều cũng xin kể lại cho cả nhà mình nghe là từ lúc ban đầu á, thì cả đoàn đi qua thì chỉ tại vì tụi đoàn bên mấy anh chị em á, là tự túc đấy, nên là chỉ được qua để ngắm hình con tàu thôi, và luôn luôn mong là mình sẽ được gặp ngài chủ tịch một lần duy nhất, nhưng mà có thể là gặp được, cũng có thể là không, nhưng mà luôn luôn trong lòng mình là sẽ gặp được ngài. Và thật sự luôn, cái điều khao khát nó cực kỳ lớn, và lúc mà gặp được ngài thật sự Diễm Kiều phải vỡ òa khóc thật sự, tại vì chưa bao giờ mà mình nghĩ là mình sẽ may mắn mình gặp được ngài. Mình cảm giác rất là mừng, thật sự rất là mừng luôn. Và Kiều ôm hôn ngài, nhưng mà ngài thân thiện vô cùng luôn. Và Kiều cảm giác tại sao mình lại may mắn như vậy, mình được gặp trực tiếp một con người thật, mình được chạm, được sờ vào cái con người thật. Và lúc mà mấy anh em á, mà đã thấy con tàu rồi, mừng dữ lắm, hét, cả nhà thấy hét hò kinh khủng. Có nghĩa là mình vừa thấy sản phẩm, có nghĩa là đây là một trong những cái sản phẩm tinh thần của ngài chủ tịch, cũng như là của chính bản thân các cổ đông. Và khi mà mình thấy cả nhóm là đều hòa lên là khóc. Thật sự mình thấy được con tàu hạnh phúc kinh khủng cả nhà ơi. Diễm Kiều không biết diễn tả cái từ nó hạnh phúc như thế nào nữa, nhưng mà lúc mà thấy con tàu rồi đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà khi mà nghe lúc mà đi về á, thì lại nghe là cả đoàn báo là Kiều ơi, em Nguyệt bảo là chị ơi chạy xuống lẹ đi để mà đi qua chụp hình với ngài chủ tịch. Cảm giác là vỡ òa khóc luôn á, chưa kịp thay đồ Kiều là chạy không để ý gì luôn đấy, tích tốc là chạy đi, tại vì không bao giờ mình sẽ nghĩ mình sẽ được gặp ngài chủ tịch đấy. Thì khi mà vào thì ngài rất là thân thiện, và ngài ôm từng bạn luôn, từng cổ đông. Ngài ôm, ngài so đầu tất cả các anh chị em cổ đông. Thật sự cái cảm giác nó dở quà, tình yêu thương nó thật sự nó quá lớn. Diễm Kiều chưa bao giờ nghĩ là mình may mắn như vậy. Và cảm giác đó tới bây giờ vẫn còn nguyên cái cảm giác đó, không hết được cả nhà ơi. Thật sự cái cảm giác nó vẫn còn dở quà trong lòng của Diễm Kiều. Thật sự mình đã gặp được một vĩ nhân của thế giới rồi. Mình đã gặp được một con người mà chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ may mắn như vậy. Đấy, và khi mà gặp thì về nha. Lúc mà về rồi thì cả đoàn của mình là đã tập trước cái câu là I love you không phải là mình nói là mình yêu chủ tịch ấy. Đấy, nhưng mà tự nhiên lại đang nói lại quên rồi đấy. Thì cả đoàn đang hò hét thì ngài chủ tịch quay lại, ngài chủ tịch vẫn quay lại để nhìn mọi người, quẩy tay để chào cả nhà. Thật sự cái cảm giác thân thương của ngài dành cho tất cổ đông mà tự túc á, thật sự quá lớn. Và lúc đó là cả nhà biết á, là cả đoàn là không được vào. Đấy, thì cả đoàn chỉ được đứng ở ngoài thôi. Mà rất là may mắn trong đoàn là có anh Vũ rất là giỏi tiếng Anh. Đó, thì anh Vũ vào để mà xin để đi xuống dưới để chụp hình. Cả nhà hạnh phúc kinh khủng khi mà xuống dưới thấy con tàu là hạnh phúc lắm rồi. Anh nhờ tất cả, nhờ những anh chị em, nhờ anh Vũ đã giúp, cũng như là nhờ những anh chị em, những trải vàng đã xin cho những anh chị em tự túc có thể may mắn vào trong, cũng như là gặp được ngài chủ tịch, được gặp con người thật và được chạm đến con người thật này. Đấy, bằng cả một cái trái tim, bằng cả một cái thật sự Diễm Kiều không có từ nào diễn tả được cái từ hạnh phúc. Và lúc mà về rồi tới bây giờ thì mình vẫn còn rất là dở quà. Thì Diễm Kiều biết là chính bản thân Diễm Kiều cũng như là tất cả chúng ta, những người mà mình đều có một người thân, người nhà hoặc là bạn bè mình đã từng bị mắc vì tai nạn giao thông đấy, thì chính cái điều đó mình hãy chung tay góp sức một phần nhỏ của mình thôi, để mà giúp cho
cho cái công nghệ này sớm ra đời hơn cho chính bản thân của mình. Thì Diễm Kiều cảm thấy là vô cùng hạnh phúc. Và cái điều Diễm Kiều làm đầu tiên đó là chạy về nhà. Chạy về nhà, Diễm Kiều không ngừng nghỉ luôn. Có nghĩa là Diễm Kiều mới đầu dự định là sẽ về Nha Trang lại, nhưng mà Diễm Kiều không về. Diễm Kiều đi từ Dubai bay về Hà Nội, xong là Diễm Kiều đi vào Sài Gòn, Sài Gòn xong đi xe về Cà Mau luôn, và để gặp mẹ, để mà kể những cái điều mà hạnh phúc của mình được gặp mẹ, rồi lộn, gặp ngài chủ tịch với mẹ, rồi là cái hạnh phúc gỡ quà đó. Thật sự luôn á là Diễm Kiều cảm thấy rất là tự hào. Thì cả nhà, Diễm Kiều cũng muốn giới thiệu với cả nhà, đây là mẹ của Diễm Kiều. Xin chào các cổ đông xinh đẹp. Tôi là Phạm Thị Vân, mẹ của Quỳnh Diễm Kiều. Sự mà đầu tư này là nhờ các cổ đông rồi chỉ dẫn, rồi con tôi nó mẹ cứ bình, nó biết đến, nó biết đến cái cổ đông này, tôi rất là hãnh diện. Nó đi được qua tới bên nước Dubai đó, rồi nó về nó chia sẻ ra cho mọi người đều hiểu biết được cái chuyện này là nó có thật như vậy. Mấy lần là nó chưa có đi được, thành ra là nó nói là người ta chưa có tin, mà nên thành ra là con tôi nó đi tới nơi rồi, rồi là nó là cái sự thật nó như vậy. Rồi tôi cũng rất hạnh diện cho con tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã hỗ trợ cho con tôi đi đây tới ngài chủ tịch. Thật sự luôn á là con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả những người thân của Diễm Kiều luôn luôn ủng hộ và luôn luôn yêu thương và xem mình là niềm tự hào. Có ngoại nữa, có ngoại xuống để mà vui với Kiều nữa, nhưng mà tối ngoại đi ngủ rồi nên không giới thiệu với cả nhà được. Thật sự luôn, cái cảm giác mà mình được gặp ngài chủ tịch nó thật sự quá quá vĩ đại với Diễm Kiều. Đấy, thành ra là cả nhà thật sự rất là hạnh phúc. Và Diễm Kiều cũng mong rằng là sau cái chuyến đi này thì Diễm Kiều có thể lan tỏa nhiều hơn nữa để giúp cho chính bản thân của mình cũng như là gia đình, người thân, bạn bè của mình sau này có được một cái công nghệ về giao thông vận tải nó sẽ được an toàn, thân thiện với môi trường, và mình sống trong một môi trường xanh, sạch, đẹp và không bị tai nạn giao thông nữa. Và Diễm Kiều cũng mong rằng cả nhà mình hãy cùng nhau cố gắng làm sao lan tỏa càng nhiều càng tốt để có nhiều người biết đến và cùng chung tay một tí xíu thôi để mà có thể giúp được cho nhà, cho chủ tịch á có thể đưa sớm công nghệ này ra đời một cách nhanh nhất. Đấy, thì Diễm Kiều rất là hạnh phúc, giờ chỉ biết là kể như vậy thôi. Bây giờ là Diễm Kiều xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái câu chuyện của Diễm Kiều. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn em Diễm Kiều. Ôi anh em Diễm Kiều nói mà cảm giác như mình cũng đang hòa mình vào trong đó vậy. Cảm xúc dạ. Okay. Dạ, thật sự rất là hạnh phúc ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của dạ, em. Cảm ơn chị. Dạ. Và ở đây thì có rất là nhiều anh chị em đạt giải vàng và có mặt cho ở đây. Và ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ mời một hai anh chị đạt giải vàng và hiện tại có mặt ở trong Zoom. Anh chị nào giơ tay ạ? Alo, anh chị nào giơ tay không? Em xin mời chị Vũ ạ. Chị Vũ giải vàng đâu rồi? Chị Vũ có trong Zoom ạ? Trước khi chị có chị nào, anh chị chia sẻ thì Quỳnh xin mà khoảng một phút ạ, một phút một chút thôi, Quỳnh chia sẻ một chút cái này. Cái hôm trước về khi mà nghe ngài chủ tịch chia sẻ, cô chú anh chị phiên dịch với thêm mà người nghe có thể là thông tin nó chưa có rõ, Quỳnh nghe là con số 20 triệu đô la, và con Quỳnh nghe là số 20 triệu đô la đầu tư vào đó. Sau khi Quỳnh tìm hiểu là thông tin thì được cập nhật thông tin thì là tổng số tiền mà ngài đầu tư vào Skyway từ ngày mà ngài khởi nghiệp đến bây giờ là 20 triệu đô la anh chị nhé. Không phải là mỗi năm, mà Quỳnh xin lỗi một chút ở chỗ này ạ.
Thứ hai là chúng ta biết được là nếu 20 triệu đô la thì Quỳnh tin chắc chắn nó là một đa triệu phú anh chị. Một triệu đô la là người ta là gì ạ? Là triệu phú đô la rồi. Nhưng 20 triệu đô la thì người ta được có đến 20 triệu đô la đầu tư vào đây. Anh chị tưởng tượng xem họ là đa triệu phú. Họ rất là giàu có nhưng họ vẫn dồn hết tâm huyết cả cuộc đời mình để đầu tư vào đó. Thì Quỳnh, anh chị cứ tưởng tượng xem mà. Chúng ta là ai mà chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn để chúng ta hãy tin cậy và tin tưởng nhiều hơn trong cái dự án này và ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn Quỳnh xin địa chỉ thông tin nha, bởi vì có ở đây hiện tại là có 420 cô chú anh chị đang có mặt trong Zoom. Không thì thông tin này nó không đúng thì sẽ lan tỏa, nó không có chính xác anh chị. Cảm ơn chị Suka rất là nhiều, em một người dẫn chương trình rất là năng lượng và rất là tâm huyết. Em xin mời dâng lời chị Vũ ạ. Dạ vâng. Cảm ơn em, xin mời chị Vũ ạ. Chị Vũ chờ một chút để bật mic ạ. Chờ một tí ạ. Dạ vâng, được rồi chị Vũ ơi. Xin chào 419 anh chị em đang trên Zoom ạ. Mình là tên là Vũ Nguyễn và mình nghỉ hưu đã 6 năm. Và mình có cơ duyên đến Dubai, lần này là lần thứ 2. Và mình đến xin chào các bạn ấy, là mình đến lần 1 là vừa nhờ một cái chuyến đi du lịch. Và cũng vì thế mà khi mà bạn mình là bạn Suka chia sẻ thì mình đã đón nhận ngay cái công nghệ này từ tháng 3 năm 2019 các bạn ạ. Và mình có kể một câu chuyện như này. Chính là mình đã định bỏ cuộc, nhưng mà mình lại sau khi mình lên văn phòng ở 219 Trung Kính và mình quyết định là mình không bỏ cuộc, mà mình đã đầu tư 9 gói 1.200 và sau đó mình lại tiếp một gói ghi danh. Và sau đó mình mạnh dạn mình chia sẻ cho các bạn mình và mình nói rằng gì các bạn cứ vào vì đây là một cái công nghệ mới, mình chỉ tin một điều thế này các bạn, mình chỉ tin cái đất nước Dubai, bởi vì mình đã đến đấy, mình thấy cái sự một cái đất nước tân tiến và một cái đất nước mà họ đi đầu trong mọi lĩnh vực và có mấy cái nhất. Thứ nhất tòa nhà cao nhất, thứ hai là cái tòa khách sạn 7 tầng, cái khách sạn 7 sao và họ tức là thì được ăn bánh gato rắc vàng rồi thì uống cà phê rắc vàng. Tức là những cái gì gọi là đẳng cấp nhất thì ở Dubai. Cho nên là mình tin, mình nghĩ một cái điều là thế này. Không thể cả với quốc vương, cả với đất nước tân tiến như thế, đi đầu như thế giới họ lại chọn lầm được. Đấy là cái điều mà vụ chân đất. Còn thứ hai nữa là các cổ đông ở trên đây, các đồng bạn 415 người, là đúng là mình gặp chủ tịch và mình đã khóc. Mà các đồng chí ạ, tức là nó rất nhiều cái cảm xúc. Mình được thấy một con người rất là chỉn chu, rồi thì ngài rất là thân thiện. Và hôm nay tôi vẫn cầm trên tay ba cái cuốn sách và ngài ký ở trong này từng chữ một, chữ ký tươi các anh chị ạ. Đây là chữ ký của ngài trên cái cuốn sách này đó, trên ba cái cuốn, cái phần thưởng. Mặc dù là nó không ấy nhưng mà tôi nghĩ là nó vô cùng ý nghĩa. Và mình đến được tận nơi trung tâm, rồi mình được sờ từ hạt cát. Và các anh chị có biết tôi chuẩn bị là gì? Mặc dù tôi không biết một tí nào về công nghệ, nhưng chuẩn bị hẳn cái máy quay. Nhưng mà rất tiếc là vào đến nơi là thu lại. Thế nhưng mà không sao cả, bởi vì sao, mình với một cái tâm thế là mình chuẩn bị và tất cả những cái gì mình đón nhận ở trong tâm thế, trong tim, trong trái tim của mình. Và những cái cảm nhận được thì tôi nghĩ là sau về thời đại sẽ viết và phải có một cái video để quay về cái chuyến đi này là vô cùng tuyệt vời. Là tôi cũng nghĩ rằng là gì, các anh các chị mà tìm hiểu về công nghệ này, đúng là tôi đã đọc một cách là gì, trước khi đầu tư thì hãy tìm hiểu, trước khi mình làm bất cứ điều gì phải tìm hiểu rất kỹ. Và khi mình rất hiểu về nó rồi thì mình đã yêu, bởi vì cũng như mình đã thấy và mình rất yêu cái công nghệ này. Mặc dù là sẽ có những cái đã là một công nghệ mới, mà cái mới bao giờ cũng sẽ rất khó khăn. Thế nhưng tôi tin là nó sẽ thành công và sẽ thành công rất lớn các bạn ạ. Tôi cảm ơn các cả nhà đã lắng nghe ạ. Và bây giờ vẫn còn nguyên cảm xúc được ôm ngài chủ tịch như thế nào. Các đồng chí hãy cố gắng để lần sau chúng ta đi với cái gì? Chức danh những ai đã là gọi giải vàng thì lần sau chúng ta phải đi với giải kim cương cả nhà. Xin chào cả nhà. Lòng của chị Vũ. Và thực sự là bây giờ thì ngài đã tặng tất cả chúng ta cái quyển sách ấy. Hôm nay em cũng được gặp chị Vũ và được xem trực tiếp cái quyển sách đấy, họ còn dịch ra bằng tiếng Việt nữa ạ. Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt, tặng cho các đoàn của Việt Nam.
và không phải là chữ ký đơn giản bình thường mọi người hay có cái chữ ký dấu điện tử, nhưng đây là ngài ký trực tiếp và không biết là bao nhiêu chữ ký mà ngài ngồi mà ngài ký trực tiếp cái nét chữ ký tươi vào thì thực sự là đã vô cùng là trân trọng. Và hôm nay mình cũng đã được xem cái quyển sách đấy là tất cả cuộc đời của ngài chủ tịch và tất cả những giải pháp từ ngày ngài nghiên cứu và đến cái thành công trước mắt mà các anh chị đã được cảm nhận đến bây giờ. Và chúng ta nói rất là nhiều về công nghệ Unisky, và ở đây thì hôm nay là chia sẻ của người mới thì một số các anh chị cũng không hiểu nhiều mà tại sao chúng tôi lại chia sẻ một cách năng lượng như vậy, mà tại sao lại cứ nói nhiều về hoặc chia sẻ nhiều mà không nói gì đến pháp lý hay là nói đến cái chúng ta phải làm gì với tập đoàn. Thì thực sự thì bây giờ thì mình cũng dành mấy phút để nói thêm về cái pháp lý của Skyway nhé anh chị. Vâng, thì chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải tập trung, và chúng ta tập trung và chúng ta cũng phải tìm hiểu về pháp lý đầu tư của Skyway. Và pháp lý thì rất là vô cùng quan trọng, và mình xin chia sẻ trực tiếp trên web là một cái pháp lý về đầu tư của về Skyway. Thì Skyway thì có tính pháp lý rất là minh bạch, rõ ràng các anh chị ạ. Skyway thì định giá được định giá công nghệ là 400 tỷ đô. Cái căn cứ ở đâu mà chúng ta lại được định giá 400 tỷ đô? Đúng không ạ? Thì chúng ta phải có một bên thứ ba để định giá. Bên thứ ba đó là Holding Invest Audit, tức là họ định giá chúng ta được 400 tỷ đô qua cái đánh giá bên thứ ba. Và cái đánh giá này thì chúng ta cũng có cái biên bản báo cáo rõ ràng. Đây, tôi có thể chia sẻ tất cả anh chị vào cái website chính thức mà chúng ta có thể đọc được tất cả những cái bản ở đây, thì có thể chúng ta dịch sang tiếng Việt và chúng ta xem được đánh giá của thị trường về cái quyền sở hữu trí tuệ ạ. Bởi vì ngài chủ tịch là có rất là nhiều văn bằng sáng chế để chúng ta có thể định giá bằng cái văn bằng sáng chế, chính là cái giải trí tuệ đấy ạ. Và đây thì là theo cái báo cáo số 05 à chỉ không số O905 về cái báo cáo là tại sao định giá, thì ở đây có up hết lên trên web về cái đánh giá này. Và chúng ta có thể thực ra chờ một tí ạ, đây đó đánh giá đây ạ, đây cục sở hữu trí tuệ và đường dây Unisky đó. Rồi chúng ta có chi tiết cái bản báo cáo này nữa, rất là minh bạch và rõ ràng và chi tiết các anh chị nhé. Đó, và thì đấy là tính pháp lý về định giá. Và tiếp theo thì đây là cái chứng chỉ của cái công ty đứng ra để chứng nhận cho mình ấy. Công ty How Invest Audit là công ty kiểm toán đã có trên thị trường hơn 20 năm rồi. Và Bộ Giao thông Vận tải Nga nữa, khi mà sản phẩm của chúng ta bắt đầu từ Belarus thì chúng ta cũng phải được cái Bộ Giao thông Vận tải của nước đấy phải đồng ý. Và khi đồng ý thì chúng ta phải có một cái biên bản họp hội đồng thẩm định và đồng ý với các giải pháp của ngài chủ tịch. Và khi đồng ý ngài chủ tịch rồi thì chúng ta lại tiếp tục phải sao ạ? Khi đồng ý rồi thì vẫn phải có cái chứng nhận mà vừa rồi tôi có show cho tất cả anh chị đấy ạ. Khi chúng ta đi đến nước nào chúng ta phải thử nghiệm từ không khí nắng nóng của Dubai hay từ không khí lạnh của Nga thì chúng ta đều phải có những giấy chứng nhận và thẩm định. Và đây thì ít nhất là có một cái biên bản họp hội đồng thẩm định của đất nước Nga nhé các anh chị. Ở đây thì nó tải lên bằng bản PDF thì chúng ta chỉ biết đây là tiếng Nga thôi, nhưng mà các anh chị nhìn xem ạ, các anh chị nhìn xem tất cả những cái biên bản này đều nhắc đến cái từ Skyway các anh chị nhé. Đây ạ, các anh chị có nhìn rõ không ạ? Đó, Skyway đó là biên bản đồng ý cho tất cả những cái giải pháp của công nghệ và đưa ra thị trường các anh chị nhé. Đó là cái tính pháp lý rõ ràng của minh bạch của Skyway chúng ta. Còn đây là Bộ Phát triển Giao thông của Liên bang Nga cũng đều thấy. Và cái biên bản này thì nó gần 100 trang cơ, thì loát nó hơi bị mất thời gian. Các anh chị có thể tìm hiểu hoặc hỏi những người mà mời các anh chị vào Zoom này để chúng ta tìm hiểu chi tiết về tính pháp lý của Skyway nhé. Còn đây là Bộ Giao thông Vận tải của UAE. UAE là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đấy ạ. Và đây là đường link dẫn đến cái Bộ Giao thông Vận tải của UAE, là đường link của chính phủ luôn ạ. Đường link của chính phủ đây ạ. Đường link của chính phủ Government of Dubai. Đó, đường link của chính phủ nhé. Đây chúng ta có thể dịch ra được.
Đó, thì ở đây thì có cả, để tôi chuyển cái này qua một tí. Mọi người vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Chờ tí xem mọi người nhìn có nhìn rõ không? Có đúng không ạ? Mình chia sẻ cho mình không nhìn thấy mọi người nữa. Đây ạ, đây là cơ quan chính phủ Dubai. Đó, và đây là RTA là viết tắt của Road Transport Authority, là cái đơn vị thẩm quyền về giao thông đường bộ, là cấp phép và dán tem cho chúng ta, là tem RTA này. Khi chúng ta sang Dubai thì tất cả cái phương tiện giao thông của Dubai đều có cái tem này, và sản phẩm của chúng ta cũng đã được dán cái tem này. Và đây là biên bản ghi nhớ của Sky GreenTech. GreenTech là đơn vị làm sao ạ? Đơn là một trong những đơn vị phát triển tiên phong của Skyport trên toàn thế giới. Skyport là một trong những thiết bị nói riêng của Skyway, của Skyport này, Unikai, Unibus đấy, tức là tên của những cái thiết bị giao thông của chúng ta. Đó, đấy là những cái rất là minh bạch và rõ ràng, đều được minh bạch ở trên website nhé các anh chị. Đó. Còn về chính phủ, còn về cấp phép huy động vốn nữa anh chị. Cấp phép huy động vốn thì chúng ta được bởi một cái ủy ban dịch vụ tài chính ở quần đảo Gilgil của Anh. Đây ạ, đây cái logo của British Gilgil Island Financial Service Commission, đúng không ạ? Ủy ban dịch vụ tài chính của đảo Gilgil thuộc Anh. Thì cái chức năng của đơn vị này là kiểm soát chu vi hoạt động được quy định, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường. Là bên thứ ba đảm bảo quyền lợi của chúng ta. Đấy, đảm bảo cái quyền lợi đầu tư của chúng ta. Và rất là minh bạch. Và ở đây chúng ta có thể, đây là những cái chứng chỉ mà chúng ta đạt. Tại sao chúng ta đạt 400 tỷ đô bởi có dấu của BVI, đúng không ạ? Đây là những cái ba cái giai đoạn để huy động vốn. Ba giai đoạn huy động vốn này là huy động thì chúng ta có thể copy cái mã số này các anh chị ạ. Chúng ta có thể copy cái mã số này và chúng ta mở thẳng vào cái đường link của BVISC thì chúng ta mới biết rằng thì chúng ta cái quỹ huy động vốn và làm sao bên thứ ba nó thực sự rõ ràng và minh bạch như thế nào. Đây là website, cũng là website chính thức của BVISC. Chúng ta có thể vào đây, chúng ta tìm kiếm cái verify, cái certificate của chúng ta. Chúng ta tìm được cái chứng nhận của chúng ta ở đâu thì chúng ta có thể copy và chúng ta dán vào thì chúng ta cũng có thể biết được chúng ta có biết được thực sự nó ở cái quỹ huy động nào, và cũng rõ ràng ở đây. Đó, chúng ta thấy chưa ạ? Đấy, đây là cái quỹ huy động số 2. Và chúng ta thậm chí chạm vào đây chúng ta biết là load ra cái bản mềm chứng nhận của chúng ta. Chúng ta có thể lấy bản cứng, và không thì chúng ta đã có một cái văn phòng cá nhân và chúng ta có cái bản mềm ở đây rồi. Chính chạm vào đây chúng ta sẽ loát được cái thông tin của chúng ta và chi tiết ở đây các anh chị nhé. Đấy là cái tính minh bạch và rõ ràng về tài chính là như vậy đấy các anh chị. Vâng, tất cả những cái giấy chứng nhận bằng bản PDF ở đây thôi. Đó, còn đây là bản cứng các anh chị ạ. Vâng, còn bản mềm thì chúng ta có thể căn cứ vào các cái số hiệu ở trên này, chúng ta search thẳng lên Ủy ban Dịch vụ Tài chính và chúng ta sẽ biết được cái cổ phần của chúng ta thuộc nhóm huy động số bao nhiêu. Đó. Tôi không nhìn thấy mọi người, không biết là nói có mọi người có nghe thấy không mà. Alo, ai bật nói? À có không? Nghe rõ chị ạ. Ok. Đây, và tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái mã định danh chứng khoán quốc tế ISIN. ISIN là đơn vị cấp cho chúng ta cái mã định danh chứng khoán quốc tế, và không phải là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp mà cần khi lên sàn thì chúng ta phải có cái mã định danh này. Mọi người có thể, mình nghe mọi người nói là mã định danh này nó giống như kiểu cái thẻ căn cước của chúng ta, cái số thẻ căn cước ấy, nhưng không biết thực sự chính xác như thế nào. Nhưng mà ít nhất những cái đơn vị mà chuẩn bị lên sàn và chuẩn bị các cái thủ tục để cho chúng ta có điều kiện, có đủ cơ sở điều kiện để lên sàn chứng khoán thì chúng ta phải có cái mã định danh chứng khoán quốc tế này. Và khi chạm vào đây thì chúng ta sẽ link ra tất cả cái đường link liên quan. Ở đây thì công ty ISIN cấp cho rất là nhiều các doanh nghiệp lớn như là Microsoft, Google, Apple, Netflix và ở đây Skyway. Đó, Skyway có mã số như này, và chúng ta link vào đây thì chúng ta sẽ link thẳng ra cái website của ISIN, và nó có đây ạ, có rất tất cả các thông tin về
về thông tin minh bạch của Skyway ở đây. Đó, chỉ số giao dịch này, đơn vị tính này và ngày đăng ký là 30 tháng 4 năm 2015 nhé anh chị. Đó, chúng ta đã rất là minh bạch về tài chính mà rất là minh bạch, và chúng ta có thể search toàn bộ thông tin này ở trên mạng nhé anh chị. Đó, và tiếp theo là kiểm toán tài chính. Thì chúng ta kiểm toán tài chính thì chúng ta được một cái công ty kiểm toán quốc tế rất lớn, đứng thứ 5 thế giới, đó là BDO. Và chỉ sau cái 4 công ty kiểm toán Big Four, đấy là AE, Deloitte và KPMG, BWC là cái công ty kiểm toán của Big Four lớn, thì chúng ta là đơn vị đứng thứ 5 kiểm toán quốc tế ở đây. Và ở đây cũng chúng ta cũng có thể loát được cái chi tiết của cái bản báo cáo tài chính đó. Không một cái doanh nghiệp nào có thể lại up được lên tất cả những báo cáo tài chính, bởi vì họ cũng phải có thể giấu thông tin, nhưng mà ở đây tất cả của Skyway là minh bạch nha anh chị. Nó đây là bản PDF của báo cáo kiểm toán của một công ty rất lớn, nó có mặt trên 160 quốc gia và đã kiểm toán cho Skyway chúng ta. Đó là việc cái tính minh bạch rõ ràng của Skyway. Và chúng ta rất là rõ ràng, minh bạch và đủ có điều kiện để chúng ta có thể chuẩn bị cho các cái bước tiếp theo để chúng ta mong muốn sở hữu cổ phần, để chúng ta chuẩn bị một cái kế hoạch lớn là lên sàn IPO. Nhưng cái đấy thì cũng không phải là sự mong đợi quá nhiều của chúng ta, và chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta phải chung tay cùng với chủ tịch, đúng không ạ? Bởi vì cái tâm huyết của chủ tịch là gì? Không phải là chỉ là kiếm tiền. Tại sao tất cả những cái sự kiếm được tiền của ông cũng đã đổ vào cái tâm huyết với dự án này. Và chúng ta cũng thế, chúng ta là những người đầu tư rất nhỏ, chỉ là 250 đô, có những người thì hàng chục ngàn đô, hàng trăm ngàn đô, và có những chính trị gia mua cả một cái dự án, mua cả một cái giai đoạn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải chung tay với tất cả những cái thứ mà ngài đã dành cả một cuộc đời để vì một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta nên chung tay với những giải pháp mà ngài đã dành cả tâm huyết như vậy. Đó là về cái tính giải pháp về pháp lý nha anh chị. Đó, còn thực sự thì các anh chị cũng đang nghe rất là nhiều, và các anh chị mới thì cũng nghe nó quá nhiều thông tin thì chúng ta cũng không thể loát kịp và cũng không thể hiểu kịp, đúng không ạ? Người mới thì cũng chỉ nắm bắt là có một cái dòng công nghệ như thế, thì bây giờ tôi phải làm gì với họ, tôi phải làm gì? Thì các anh chị sẽ gặp những người mà mời các anh chị vào Zoom này để hỏi tôi sẽ làm gì với cái chương trình của các anh chị đang nói trong Zoom ngày hôm nay. Và bây giờ thì còn có ai mà đã có mặt ở Dubai muốn chia sẻ nữa không ạ? Các anh chị cứ giơ tay mạnh dạn chia sẻ thực sự cái giá trị mình nhận được thôi. Thì bản thân tôi thì tôi cũng đã đến Dubai, và bản thân tôi thì tôi cũng tham gia vào dự án Skyway từ năm 2019 ạ. Từ đầu năm 2019, và cũng nghiêm túc và tìm hiểu nó, và cũng sang Dubai và nghiêm túc tìm hiểu với nó, thì thấy thực sự cái dự án này mỗi một năm, mỗi một giai đoạn nó phát triển rõ ràng và minh bạch. Đấy, cái điều kiện mà chúng ta tập trung vào một cái dự án là làm sao ạ, sản phẩm thế nào. Thì mới đầu các anh chị đã xem rồi, cái giải pháp về giao thông, đúng không ạ? Đầu tư vào giao thông là đầu tư làm sao luôn luôn tăng trưởng và không hề lỗi thời. Đấy là về dòng sản phẩm. Mà sản phẩm Skyway của chúng ta lại là thông minh, đúng không ạ? Cái thứ hai là căn cứ vào ngài chủ tịch là ai, thì chúng ta cũng đã quá rõ ràng về ngài chủ tịch rồi, đúng không ạ? Ngài cực kỳ là tâm huyết và giỏi trong cái lĩnh vực của họ, và là người hiện hữu chứ không phải ẩn danh như các dự án khác, đúng không ạ? Cái thứ ba là về tính pháp lý, thì chúng ta cũng đã nghe cái tính pháp lý của nó rất là minh bạch rõ ràng rồi. Cái thứ tư nữa là cái sự phát triển của nó ra sao, có tính thương mại như thế nào. Thì các anh chị biết rồi ạ, từ Belarus, từ Dubai, các anh chị đã thấy từng bước phát triển và rõ ràng như thế. Các cái tiến triển cần phép ra sao, đạt những gì thì chúng ta sẽ đã đạt được rồi. Còn bây giờ thì cái nhà đầu tư của chúng ta sẽ được quyền lợi như thế nào, đúng không ạ? Và tiếp theo thì cũng vài phút nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm về cái quyền lợi của chúng ta, để cho những người mới cũng nắm được một chút về cái quyền lợi mà chúng ta khi tham gia vào cái thị trường này.
Ok, quyền lợi nhé, quyền lợi của cổ đông. Vâng, chúng ta là cổ đông góp vốn thì quyền lợi thì bây giờ nó là đang giai đoạn thứ 14.2 các anh chị nhé. Thì giai đoạn thì chúng ta có 15 giai đoạn, bây giờ hiện tại là 14.2 và giai đoạn số 11 là giai đoạn của Dubai mua chọn cái giai đoạn 11 đó rồi. Thì bây giờ là một giai đoạn 14.2 thì chúng ta khi chúng ta bỏ ra 1.000 đô, chúng ta có thể trả góp, chúng ta có thể trả 200 đô trong vòng 1 tháng thì chúng ta sở hữu gói cổ phần là 30.000 cổ phần. Và khi thực sự lên sàn thì sao ạ? Khi thực sự lên sàn thì nó có mức giá là 1 đô một cổ phần. Đó, thì 1 đô thì cũng đã có sự chứng nhận của BVIFC là chứng nhận khi chúng ta lên sàn với mức thấp nhất ở sàn quốc tế là 1 đô. Còn chưa nói đến cái sự lên sàn tăng trưởng của sàn Nasdaq nếu chúng ta có đủ điều kiện lên sàn Nasdaq. Và rất là nhiều các doanh nghiệp đã lên sàn và có sự tăng trưởng rất là mạnh rồi. Mà đây là giao thông thông minh và rất là nhiều các nước hướng tới. Bởi vì không có tất cả các loại giao thông mà nó sẽ loại bỏ tất cả những động cơ đốt trong để quay sang cái dòng động cơ điện. Thì chúng ta đã đứng trước các thế hệ khác 40 năm rồi các anh chị ạ. Đã đi trước các thế hệ khác vì một mình ông là người nghiên cứu cái công nghệ này trong suốt bao nhiêu năm. Đó, thì đây là cái quyền lợi nếu chúng ta bỏ ra 1.000 đô chúng ta sẽ có sở hữu được 30.000 cổ phần và rất là nhiều các gói khác nhau nữa. Đấy, và ngoài ra chúng ta hưởng cổ phần rồi chúng ta có thể lên sàn chúng ta bán đi, và nếu không chúng ta không bán thì chúng ta để và chúng ta hưởng cổ tức. Khi chúng ta hoạt động với một doanh nghiệp nào, căn bản chúng ta hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác thì chúng ta chỉ có được quyền lợi khi chúng ta làm cộng tác viên là đối tác với tập đoàn đó thôi, là chúng ta hưởng những cái gì mà chúng ta làm việc với họ và thực hưởng cái quyền lợi của mình. Nhưng khi một cái doanh nghiệp lên sàn, một doanh nghiệp có lãi rất nhiều thì chúng ta không được hưởng vào đó. Còn đây thì chúng ta là người cổ đông đóng góp để xây dựng lên tập đoàn Skyway, thì khi chúng ta không những hưởng cái cổ tức hàng năm, hàng tháng mà chúng ta còn hưởng được cái sự cái lãi để chúng ta tức là hưởng được cổ tức và hưởng được cái cổ phiếu lên sàn đấy ạ. Bây giờ là giá là 0,03 đô thì khi lên sàn nó là 1 đô, chúng ta được hưởng cả cái đấy và chúng ta được hưởng cả khi chúng ta là đối tác của tập đoàn. Chúng ta là đối tác thì chúng ta thấy nó quá tuyệt vời. Chúng ta muốn bạn của mình, muốn chị em của mình, muốn tất cả những người thân của mình được sở hữu như thế thì tập đoàn là trả lương cho chúng ta, trả lương một cách làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu của anh chị. Thực sự muốn lương bao nhiêu thì do quyết định của anh chị. Và các anh chị thường là đang làm một công việc nào khác thì các anh chị nếu như là chúng ta làm công ăn lương thì chúng ta cứ 3 năm tăng lương một lần. Và ở đây thì càng làm doanh nghiệp lương càng cao thì chủ tịch càng quý mến chúng ta và càng có tiếng nói với cả tập đoàn các anh chị ạ. Đấy là những cái chia sẻ, những quyền lợi của chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta còn có quyền lợi khi làm đối tác nữa. Chúng ta đây là một team chiến lược của hệ thống chung của Triệu Tâm. Chúng tôi nếu các anh chị đã là người cổ đông thì chúng ta có thể làm đối tác. Chúng ta có luôn luôn có một đội ngũ team chiến lược hỗ trợ chúng ta luôn luôn học hỏi kinh nghiệm và bắt tay chỉ việc đến khi các anh chị làm ra kết quả thì thôi. Và chúng ta luôn luôn chúng ta đi làm, chúng ta có sự hỗ trợ lẫn nhau. Coi như là chúng ta hôm nay chúng ta có một cái chuyến thăm cổ đông hay là chia sẻ ở Quảng Ninh chẳng hạn đi ạ, thì chúng ta cũng là kết hợp và chúng ta cũng cùng đi chơi và cùng đi làm luôn. Đấy là cái lựa chọn của chúng ta và kết hợp trong cái công việc trong cái công việc mà chúng ta lựa chọn trong thời kỳ 4.0 này. Hoặc chúng ta có thể làm online tại nhà, đúng không? Có những cái buổi chia sẻ như này chúng ta đã có thể gặp gỡ tất cả các anh chị em ngồi ở đây rồi, đúng không? Các anh chị không hiểu thì chúng ta có thể Zoom tiếp nói chuyện để cho các anh tìm để hiểu cặn kẽ về Skyway thôi. Vâng, đó là những cái chia sẻ rất là mong muốn cho tất cả các anh chị em người mới, cho tất cả những chị em đang là nhà đầu tư và cũng là cho những người đang là đối tác hiểu hơn nữa cái giá trị mà các anh chị đang hợp tác. Có anh chị nào muốn chia sẻ giá trị từ Skyway không, hoặc các anh chị có câu hỏi nào trong buổi Zoom ngày hôm nay thắc mắc về cái gì không, hay là các anh chị muốn chia sẻ
cái tâm tư nguyện vọng gì về cái cảm nhận buổi Zoom ngày hôm nay không? Thì bây giờ là thời gian cho các anh chị dành thời gian khoảng 15-20 phút chúng ta có thể chia sẻ. Ok, các anh chị có thể giơ tay, bật mic để chúng ta chia sẻ nhé. Và bây giờ mình nhìn thấy bạn Dung Nguyễn có thể chia sẻ về cái giá trị các em nhận được hoặc cái giá trị nào đó mà em muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin mời bạn Dung, Nguyễn Dung. Bắt tổ chức bật mic cho bạn Nguyễn Dung. Bạn Nguyễn Dung đang giơ tay kìa. Có bật rồi đấy chị ơi, chị bật mic này nào. Bạn Dung bật mic đi. Dạ rồi, Dung xin chào bạn Suka. Và Dung xin chào tất cả 358 quý cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom tối hôm nay. Thực sự là từ tối giờ Dung cũng đang di chuyển trên đường nhưng mà cũng theo dõi hết buổi Zoom của mình. Thì rất là cảm động các anh chị hiện tại giờ đang ở Dubai và các anh chị đang ở Việt Nam. Thì Dung cũng từ rời Dubai về ngày hôm qua. Và thực sự là cái cảm giác của Dung mà trước khi mà được bước sang Dubai thì tất cả những cái tâm tư nguyện vọng của mình là sang đó để mình lấy tất cả những cái tư liệu, rồi mình quay những cái video, những cái tài liệu để mình về mình có thể là phát triển thêm công việc. Nhưng mà khi mà được gặp ngài chủ tịch rồi thì những cái mà chuẩn bị trong đầu Dung á, thì đã tan biến hết. Có nghĩa là Dung không còn một cái cảm giác là mình lấy tư liệu hay là mình làm những cái điều mà giống mình mong muốn, là mà khi gặp ngài chủ tịch là thấy một cái tình cảm của ngài rất là thân thương. Dung ngồi từ trên xe từ phía xa là thấy ngài đứng ở trong cái ngôi nhà gỗ á, là tự nhiên cảm giác với lại cái cảm xúc của Dung nó dâng trào lên, rồi mình cảm thấy nhìn ngài đứng ở bên trong để đón đoàn là mình thấy mình muốn khóc vậy đó cả nhà. Khi mà vào được ôm ngài chủ tịch và ngài ra thì ngài đón, ngài ôm từng người, thực sự là được ôm vào lòng cái hơi ấm và tất cả những cái tình cảm yêu thương mà ngài chủ tịch dành cho cả đoàn và bản thân Dung cũng vậy. Thấy rất là thân thương. Và khi mà đi vào ngay chỗ cái con tàu để chuẩn bị chúng ta ngồi lên con tàu á, thì tất cả các bạn là lần lượt cứ bốn bạn là đi một chuyến, bốn bạn đi một chuyến. Thì đoàn Dung là đoàn xe số 2. Thì các bạn đi hết rồi, sau đó là còn lại Dung với em Tuệ Minh, em Gia Linh và em Hà Lý. Bốn chị em đứng lại với ngài chủ tịch thì ngài chủ tịch rất là cảm động. Thì Gia Linh mới nói rằng là hàng ngày là Gia Linh là thường live stream thì tất cả những cổ đông trên đất nước Việt Nam cũng giống như là mọi miền tổ quốc là gửi đến lời là chúc ngài thật là sức khỏe và cảm ơn ngài chủ tịch rất là nhiều đã cho ra cái công nghệ này. Thì lúc đó ngài chủ tịch mới nói là ngài chủ tịch bây giờ ngài chủ tịch thấy là ngài chủ tịch muốn cảm ơn tất cả các cổ đông của chúng ta. Nhờ có các bạn thì chúng tôi mới có những cái công trình như thế này. Nhờ có các bạn thì công trình này mới được ra đời. Tôi rất biết ơn các bạn. Và bây giờ là tôi muốn ôm tất cả các bạn vào lòng. Và tôi cảm xúc của tôi bây giờ là tôi không thể nào tôi kiềm chế được. Thì khi mà ngài bước vào trong cái ngôi nhà, ngài định đi vào rồi thì ngài lại quay trở ra. Ngài quay trở ra, ngài nói là bây giờ ngài muốn ôm tất cả những cổ đông. Thì lúc đó thì ngài mới nói bây giờ ngài muốn được là tất cả bốn chị em là lên ngồi cùng cái con tàu với ngài. Thực sự là khi mà bước lên cái con tàu mà Dung được ngồi cùng với ngài chủ tịch á, Dung cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là sung sướng và cảm thấy đầy tình yêu thương ấm áp luôn á các bạn. Thì lúc đó Gia Linh nó là được ngài chủ tịch là ưu ái là cho, nói là ngài mong muốn có một bạn là ngài cho phép được ngồi lên chân. Và Gia Linh là ngồi lên chân của ngài và Gia Linh khóc nức nở luôn. Lúc đó bốn chị em đều khóc ngồi cùng với ngài trên một cái chuyến tàu, bốn chị em đều khóc. Cái khóc ở đây là mình cảm giác là mình sung sướng trong cuộc đời. Mình không bao giờ nghĩ là mình là một cái người dân ở một cái vùng xa lánh, một cái đất nước nghèo nàn mà mình đến tại đất nước Dubai, một cái đất nước giàu có như vậy, mà được ngồi với ngài chủ tịch và được cầm tay ngài chủ tịch và được nắm ngài chủ tịch. Nói chung là không bao giờ mà Dung có một cái suy nghĩ là mình được như vậy đâu. Nhưng mà khi mà Dung được gặp vậy, giống như vũ trụ ban tặng những cái điều đó đến cho các chị em á, Dung thấy là mình cảm động. Mà sau cái chuyến sau khi mà Dung rời công trình rồi á, Dung rất là buồn. Bởi vì là Dung buồn là tự nhiên
có một cái gì đó lắng động ở ngài chủ tịch đó, mà suốt quá trình cái chuyến xe chạy là chúng cứ suy nghĩ, mà ngài chủ tịch chúng cứ nghĩ thực sự là chia sẻ với cả nhà là cách đây một năm về trước là ba Dung mổ tim, thì cái cảm giác của Dung lúc đó là mình lo lắng, mình hồi hộp, mình bồn chồn và mình sợ mình mất đi người cha. Nhưng mà cái cảm giác khi mà gặp ngài chủ tịch á thì là một cái cảm giác khác, mà đến bây giờ mình nói thực sự là mình cũng không thể kìm được cái tình cảm nữa. Khi mà gặp ngài chủ tịch là cảm giác Dung lên sân khấu, mà khi ngài trao tặng cái phần quà rồi Dung đi về, rồi Dung vẫn cầm cái tay ngài chủ tịch và Dung không muốn rời đi. Thực sự là Dung cảm thấy con người rất là thân thương và rất là yêu thương, và một cái gì đó mình kính trọng vô cùng, mà trong cuộc đời mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được gặp người như vậy đó các bạn. Đó thì sau khi là ngài nói như vậy nè, nhờ có các bạn thì công trình này mới hiện nay thì mới ra đời như vậy, như ngài và ngài chỉ những cái công trình mà đang xây ở Dubai á, thì rất biết ơn các bạn và rất cảm ơn các bạn. Cho nên là thực sự là Dung cũng không biết chia sẻ gì hơn nữa bằng những cái gì mà Dung cảm nhận từ ngài chủ tịch. Và Dung cũng rất biết ơn là những người cho Dung biết đến cái cơ hội này là vợ chồng em Hà Lý, đã chia sẻ cái cơ hội này và cái người đã thay đổi cái tầm nhìn và cái tư duy của Dung. Và ngày hôm nay khi mà gặp lại Hà Lý ngày hôm đó thì Hà Lý cũng đứng Dung đứng bên cạnh ngài chủ tịch đó, thì ngài chủ tịch cứ nói chuyện xong ngài lại quay qua ngài ôm Dung. Ngài nói chuyện xong là ngài lại vuốt đầu Dung. Nói chung là tự nhiên cảm giác mình rất là sung sướng các bạn. Mình thấy không bao giờ mà mình nghĩ là mình được cái sự ưu ái của ngài chủ tịch đến mình được đứng bên ngài và như vậy. Thì Dung mới nói đùa với Hà Lý là bao nhiêu cái mỏi mệt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội rồi bây giờ sang Dubai, bây giờ đứng bên ngài là ngài truyền hết cái năng lượng cho Dung rồi, bây giờ Dung cảm thấy người rất là khỏe, rất là năng lượng luôn đó. Nên thực sự là Dung, đó là Dung chia sẻ những cái cảm giác mà khi Dung gặp ngài chủ tịch. Còn tất cả những điều mà các anh chị đã chia sẻ rồi thì Dung cũng không xin phép không chia sẻ thêm nữa. Một lần nữa Dung xin gửi đến cả nhà mình một buổi tối, một lời chúc sức khỏe và ấm áp bên gia đình và ngủ một giấc thật là ngon. Dung xin cảm ơn bạn Suka và xin cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của Dung gửi đến ngài chủ tịch. Dung xin cảm ơn ạ. Và Dung xin hết. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Dung ạ. Chị chia sẻ thế em cũng cảm nhận được là khi mà chúng ta gặp trực tiếp thì nó khác ạ. Chúng ta truyền cảm hứng lại thì chúng ta hiểu không thể truyền đạt lại những cái cảm xúc mà khi chúng ta đang ở cạnh chủ tịch, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà cái chia sẻ của chị rất là thật lòng, cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều. Và bây giờ thì còn anh chị em nào muốn chia sẻ nữa không? Ai giơ tay? Hoặc anh chị có câu hỏi gì không? Xin mời anh chị. Hay quá, xin mời bạn Đào chị, bạn Đào Chính ạ. Vâng, xin mời bạn. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị, các cô chú và các nhà đầu tư, các cổ đông của tập đoàn UT. Thì hôm nay em tham dự của Zoom để nghe chia sẻ. Đầu tiên nghe chia sẻ của bạn Lợi, của anh Tuyến với cả của anh Hùng. Đây bây giờ xong lại nghe chia sẻ của chị Suka với cả cô Dung. Thế mọi người thì mình thấy là thực sự là khi mình trước đấy thì em cũng có tìm hiểu về Dubai đấy, cả mình cũng hay, em hay đọc sách đấy, tìm hiểu về Dubai đấy, những cái gì mình cũng thực sự thì mình trước đấy mình cũng có mục tiêu ấy, là kiểu gì kiểu mình cũng phải có một lần mình được đặt chân đến đất nước Dubai để xem đất nước họ phát triển như nào, để cho mình về mình học về ít nhất mình có cái tư duy để thay đổi. Thì xong rồi em tìm đọc những cuốn sách nói về Dubai, thì như kiểu cuốn em chia sẻ mọi người, nếu mà mọi người đã sang Dubai rồi thì mọi người về đọc được cái cuốn sách Đánh Thước Tư Duy này, tôi nhầm, Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia của quốc vương, của ngài quốc vương Dubai đấy, tức là quyển Đánh Thước Tư Duy này, thế này đấy. Thì thực sự là bây giờ như thì em được biết đấy, em tìm hiểu thì khí đốt và dầu khí, dầu mỏ đấy chỉ chiếm có 6% tổng thu nhập ở đất nước Dubai, còn đóng góp nhiều cho nền kinh tế Dubai chủ yếu đến từ các ngành hàng không, bất động sản, xây dựng, thương mại và các ngành khác. Cho nên là bắt đầu từ Dubai từ những năm 1970 đấy, họ đã có tầm nhìn phát triển xây dựng. Thì ở đất nước Dubai đấy, họ chỉ có gì nhỉ, chỉ có mỗi biển và sa mạc với cả dầu khí, nhưng mà họ đã làm được đến điều như thế này.
Cho nên khi tất cả những cái dự án, mình chỉ đơn giản là một số, tất cả các dự án trên thế giới, dự án gì mà đến đất nước Dubai đều cũng sẽ thành công. Nó khuyên nhầm em nhỉ, đều thành công chứ không phải sẽ nữa. Gọi là đạt được thành công cả ngay như bây giờ nhá. Ở trong đây thì mọi người đều là có những người đã tham gia thị trường crypto, là thị trường tiền điện tử đấy. Thì có sàn tiền điện tử là sàn Binance đấy. Thì CZ ấy, CEO của sàn Binance ấy cũng đang ký hợp đồng và đặt trụ sở chính tại Dubai để vươn tầm thế giới. Hoặc là người ta có câu là lĩnh lương Dubai, thì đất nước Dubai đấy, họ cái gì họ không làm được thì sẽ họ sẽ trả lương cao và thuê một người giỏi nhất ở cái lĩnh vực đấy để về làm cho đất nước họ. Cũng như Dubai thì có hai hãng không là Emirates và ETH đấy, thì họ đã phát triển từ bữa trước, thì nó cũng chỉ là vì một cái gì đó thôi, cho nên họ phát triển cái hàng không đấy. Thì mọi người đã từng đến sân bay Dubai thì biết cái độ hoành tráng và cái tầm nhìn và cái lượng khách tiếp đón của họ ở như vậy. Mà bây giờ trung bình ở đất nước Dubai, ở tiểu quốc Dubai và UEA thì trung bình là 2 người sở hữu một chiếc ô tô, và với hệ thống giao thông vận tải và tầm nhìn mấy chục năm như của họ, thế mà vẫn có hiện tượng tắc đường 1 đến 2 tiếng đồng hồ đi trong vòng mấy chục km. Cho nên mà trong khi đó người dân ở bên đấy họ rất ý thức, và có kiểu như là mình họ cứ nhường nhau ấy. Ví dụ mình đi qua đường ấy, là tất cả các ô tô sẽ dừng lại nhường mình. Họ không biết đấy là gì, là đèn xanh đèn đỏ, cứ có người đi qua là họ sẽ đứng lại họ nhường. Cho nên mà như thế mà vẫn bị tắc đường. Thì với chính phủ Dubai thì họ đang muốn thúc đẩy rất là nhanh để thực hiện dự án của mình để được thành công. Recording in progress. Để được thành công. Và bây giờ em chỉ nghĩ là theo em nghĩ đấy, thì chắc chỉ 1-2 năm nữa thôi là cái dự án UT của mình đang đầu tư, của tất cả các cổ đông của mình đang đầu tư, thì sẽ đạt được thành quả. Mà thành quả thì mọi người đều biết, tất cả các tập đoàn công nghệ trên thế giới, nếu mà ai có cổ phần, nếu mà mình giữ đủ lâu thì nó sẽ có kết quả là rất là lớn. Đơn giản cái gần đây nhất mình chỉ cần nhìn đến công nghệ Zoom này, Alibaba này, và Facebook này, và Snapchat này. Đấy là 4 cái kỳ lân công nghệ là mới nhất đây. Mới đây nhất là IPO. Chứ mình không nói những cái xa xa như Apple hay là Microsoft hay Amazon. Thế thì mọi người ai mà sở hữu từ đầu thì đến bây giờ ít nhất thì cũng là 3 triệu đô la. Và thì cú đô la rồi ạ. Thế thì cảm ơn mọi người ạ. Ok, cảm ơn em, hay quá. Em Đào Chính ơi, chị rất hay thấy em chia sẻ, lần nào Zoom em chia sẻ rất là hay. Đúng là người rất là yêu công nghệ Skyway. Vâng, đúng không ạ? Yêu thì mới nói cả ngày không hết được. Vâng, nhưng mà thời gian của chúng ta thì có hạn thôi. Cho nên là bây giờ sẽ dành cho một bạn nữa để chia sẻ thực sự giá trị. Thì chương trình Zoom của chúng ta thì cũng kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta nếu thực sự không có câu hỏi nào thì chúng ta có thể rời Zoom, chứ không bị cảm giác bị bức bối hay là nghe dài quá hay thế nào đó. Anh chị cứ tự nhiên nhá, rất là thoải mái thôi ạ. Và bây giờ một cánh tay xinh đẹp của một người em Huyền Xu chị nhìn thấy. Bây giờ xin mời em chia sẻ cái giá trị mà em nhận được từ những cái bài học của các anh chị chia sẻ, hay là một cái chia sẻ hay câu hỏi gì đó thì em cũng có thể chia sẻ được. Xin mời em. Vâng, em Huyền Xu đến từ Tuyên Quang, xin được gửi lời chào tới 321 anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Thực sự ra thì nói thật, bài học thì ý kiến thì em không có ý kiến gì cả. Bản thân em là một người mà đã lên kế hoạch để mình sẽ có một cái chuyến đi Dubai cùng với tất cả các anh chị. Thế tuy nhiên là vì một số những cái lý do bất khả kháng, cho nên là em ở nhà hóng các anh chị đi Dubai, mà còn hóng hơn cả là mình chờ đợi để mình đi ạ. Nói thật sự là khi mà em ở nhà em xem tất cả những cái video của các anh chị vừa quay vừa phát trực tiếp, cảm giác thấy nó có một cái gì đó nó khiến cho con người của mình nó vừa bị cái cảm xúc nó dâng trào, và cái hành động mà các anh chị được gặp ngài chủ tịch. Em thì chưa bao giờ được biết được cái cảm giác mà mình có thể chạm tay vào một cái vĩ nhân như thế. Thế tuy nhiên là em là người đã xem tất cả những cái thước phim của ngài chủ tịch, và bản thân em là người cảm giác là mình có một cái gì đó nó bị chạm tới tận trái tim của mình.
Em là một người làm với công tác thiện nguyện nhiều năm. Hiện tại bây giờ em đang làm công tác thiện nguyện được đến năm nay là năm thứ 23 rồi. Và bản thân em đánh giá cao những cái giá trị mà Ngài Chủ tịch mang lại cho cộng đồng. Và đặc biệt đó là cái công nghệ xe điện dành cho người khuyết tật. Bởi vì ở đây cái công nghệ để mà sản xuất xe điện dành cho người thường ấy, thì em nghĩ là hầu như có thể là ai cũng sẽ làm được. Những người nào mà biết về công nghệ hay là biết về kỹ thuật thì đó thì chắc chắn họ cũng sẽ là người có thể nghiên cứu ra những cái phương tiện như thế. Tuy nhiên, để mà có cái tấm lòng bao dung lớn như thế và để suy nghĩ nhiều cho những người mà có những cái khiếm khuyết trong cuộc sống ấy, mà đưa ra một cái công nghệ tuyệt vời như vậy để có thể khắc phục được và để cho họ có tự tin hơn khi họ tham gia giao thông, thì em nghĩ rằng đây là một điều vô cùng khó. Một điều vô cùng khó. Thế nhưng Ngài Chủ tịch đã làm được, và bản thân em thì em trở thành cổ đông của tập đoàn đến thời điểm này cũng mới chỉ được khoảng tầm 5 tháng thôi. Thế tuy nhiên là với bản thân em thì em đón nhận được nhiều những cái giá trị và em mong muốn rằng bản thân mình sẽ tích lũy được nhiều kỹ năng, nhiều kinh nghiệm hơn và nhiều kiến thức hơn để có thể giúp đỡ cho nhiều các anh chị em có mong muốn đón nhận cái cơ hội để trở thành cổ đông của tập đoàn. Và em tin rằng là nếu như chúng ta là người sở hữu một cổ thôi ạ, một cổ đợi một cổ phần của một cái tập đoàn lớn như tập đoàn UST, thì em nghĩ rằng là cái cơ hội để mà chúng ta chiến thắng bản thân mình rất là cao. Và trở nên giàu có hay không thì đều là do mỗi một con người chúng ta đều mong muốn chúng ta có được cái cuộc sống sau này như thế nào, thì đó là sự lựa chọn của chúng ta. Bởi vì là chúng ta cũng đã là người mà biết về kênh đầu tư này, nó là kênh đầu tư giá trị. Bản thân chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta bỏ vốn ra để chúng ta góp vốn vào, nhận sự chuyển đổi cổ phần. Đó là chúng ta đón nhận cơ hội để nhận về giá trị trong tương lai. Tuy nhiên là có thể là các anh chị, có những anh chị đã đầu tư rất là nhiều năm rồi, nhưng các anh chị rất là kiên trì, bởi vì ở đây anh chị được sự lan tỏa từ Ngài Chủ tịch. Bởi vì Ngài Chủ tịch đã chờ đợi và nghiên cứu chờ đợi cái dự án này rất là lâu rồi. Cho nên là chúng ta dù có đợi một vài năm nữa thì em nghĩ rằng tất cả các cổ đông ở đây đều rất là sẵn sàng. Và qua cái buổi Zoom này, nếu như có anh chị em nào là người mới bắt đầu tìm hiểu tới dự án UST thì em xin chia sẻ là anh chị hãy cho bản thân mình một cơ hội thôi ạ. Một cơ hội để tìm hiểu về giá trị cũng như tiềm năng của công nghệ. Nếu như các anh chị là người tìm hiểu sâu, anh chị sẽ yêu giống như em. Và khi mình yêu rồi, mình sẽ đam mê, và khi đam mê rồi không bỏ được đâu ạ. Nghiện đấy ạ. Em xin là cảm ơn tới chị Suka Hạnh Phúc và tất cả các anh chị em ở điểm cầu UAE đã, và các anh chị đã về rồi, đã mang lại những cái giá trị, những cái câu chuyện thực sự rất là cảm động. Và bản thân em được hòa mình vào những cái câu chuyện đó, giống như mình đang được đi cùng với các anh chị, và các anh chị là người hướng dẫn viên giới thiệu về UAE cho em. Thì đây nó cũng sẽ là một cái cẩm nang mà để ví dụ như chẳng hạn sau này em có cơ hội, em là người trải nghiệm, thì em cũng đã có thêm những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Rất là cảm ơn buổi truyền hình ngày hôm nay, rất là giá trị, và chúc cho tất cả các cổ đông của chúng ta đầu tư có nhiều cổ phần, có bao nhiêu thắng bấy nhiêu ạ. Ok, cảm ơn em Huyền. Chương trình của chúng ta bây giờ cũng đã muộn rồi, 11 giờ kém 20 rồi các anh chị ạ. Và chương trình chúng ta thì xin kết thúc ở đây. Nếu mà các anh chị có câu hỏi nào thì các anh chị sẽ gặp nhau ở những buổi Zoom tiếp theo. Và rất là cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị đã dành cho cái buổi tối tuyệt vời này. Và bây giờ vẫn còn 300 các anh chị. Và xin hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những buổi Zoom tiếp theo. Xin hẹn gặp lại tất cả anh chị trong chương trình đối tác của Skyways. Hẹn gặp lại tất cả anh chị có những cái đóng góp rất là tuyệt vời với tập đoàn Skyways. Vâng, xin chào tất cả anh chị. Chúc anh chị ngủ ngon nha. Xin chào, cảm ơn Suzuka. Cảm ơn.